Nay shop giới thiệu với anh em một con Touring thương hiệu Trek của Mỹ. Này được shop nhập về trực tiếp từ Nhật về. Touring Trek 7.4. Xe nó sơn còn rất là đẹp luôn. Nó sơn nguyên zin luôn, từ A tới Z luôn. Xe được nhập trực tiếp từ bên Nhật về cho nên là đồ của nó còn rất là đẹp. Logo nổi của Trek. Dòng Touring 7.4 này là dòng đời cao. Nó sườn là được làm từ hợp kim nhôm. Siêu nhẹ. Dây thắng với dây đề là đi âm trong sườn. Phục là phục carbon. Phục carbon sườn nhôm. Lớp sơn còn rất là đẹp. Chưa có vết tày nào đáng kể. Nước bóng còn rất là mới. Cái này được nhập từ Nhật về là chưa có xài tại Việt Nam nha. Hay vừa rồi mình chỉ mới có vệ sinh thôi. Hàng chính hãng của Mỹ. Xe sườn 17 năm, tương đương với xe 44.5. Xe này xe thấp. Tem một đầy đủ, anh em có thể kiểm tra thoải mái. Trek Alpha Gold Aluminum. Đây là nguyên bản từ A tới Z. Cấu hình này là cấu hình nguyên bản của hãng luôn. Dàn đầu bóng trơ cơ. Kim nhôm. Cốt yên bóng trơ cơ. Yên bóng trơ cơ. Cặp bánh bộ bóng trơ cơ. Theo hãng. Lốp bóng trơ cơ còn zin luôn. Này zin từ A tới Z luôn. Đây, bộ truyền động là bộ truyền động Shimano Deore 3 dĩa 9 lít. Dĩa còn rất là mới. Tulip Deore. Deore 9. Xe đã được vệ sinh sạch sẽ, anh em về mua về rồi đi thôi, mua về sử dụng thôi. Quá đẹp. Tay đề ấm xả, dàn đầu, cấu hình là viên nguyên bản từ lúc mới cho tới bây giờ luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại là 091 800 800. Zalo Hải Nguyên Bay. Cái nói Zalo mình gửi hình chi tiết báo giá luôn. Anh em ở xa thì mình hỗ trợ ship toàn quốc, ship tận nơi luôn. Rồi. Ngoài ra có những dòng xe rất cao cấp rồi nè, là xe nào thì gửi hình rồi mình báo hình, mình gửi hình chi tiết báo giá luôn.